Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự quốc tế 24 giờ mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Sau đây là những tin tức vừa được cập nhật từ tình hình chiến sự Nga và Ukraina. Thưa quý vị, mới đây, Kiev tiết lộ rằng một người lính Nga đã cho nổ tung trụ sở đơn vị của mình trước khi trốn thoát và đào tàu sang Ukraina. Lính Nga phản bội nổ tung căn cứ trước khi đào tàu sang Ukraina. Cụ thể, người lính có biệt danh Silver cho biết vào ngày 21 tháng 8 rằng anh đã quyết định đổi phe sau khi chứng kiến những hành động do đơn vị tấn công stormz của mình gây ra cơ quan tình báo quân sự ukraine hur đã tiết lộ hoạt động bí mật và cuộc đào tàu của anh ta đã được lên kế hoạch tỉ mỉ trong nhiều tháng với sự giúp đỡ của quân đoàn tự do nga FRL, một nhóm du kích nga chiến đấu cho ukraine trong đoạn phim được ghi lại bí mật từ bên trong tầng hầm của trụ sở các sĩ quan trong đơn vị stormz thường bao gồm những cựu tù nhân hoặc lính đánh thuê được nhìn thấy đang nói chuyện và lau chùi súng khi chỉ huy đơn vị và các sĩ quan đi ngủ, một vụ nổ lớn xảy ra bên trong phòng. Xin vừa cho biết tại một cuộc họp báo ở Kiev ngày 21 tháng 8, có khoảng 15 người ở tầng hầm. Xin vừa nói thêm, có một đường ống ngay phía trên giường nơi họ ngủ, chạy ra phố cạnh lối vào, và chúng tôi quyết định ném hai quả lựu đạn vào đường ống này để chúng phát nổ bên cạnh họ. Theo báo cáo, vụ nổ đã làm chỉ huy tiểu đoàn bị thương nặng. Người lính phản bội này sau đó được cho là đã để lại mìn chống bộ binh trên đường trước khi đi theo lộ trình đã định trước qua tiền tuyến vào lãnh thổ ukraine và đầu hàng lực lượng kiev người phát ngôn của hur cơ quan tình báo quân sự ukraine tuyên bố rằng silver đã cung cấp thông tin tình báo có giá trị về các vị trí quân sự và kế hoạch tấn công của nga trong nhiều tháng một chỉ huy trong FRL có mật danh là csa cho biết silver hiện đã trở thành tân binh của FRL và rất sớm thôi anh ấy sẽ cùng chúng tôi ra tiền tuyến để chiến đấu với lực lượng của putin và bảo vệ ukraine vụ đào tàu này đánh dấu một bước ngoặt chính trị mới cho lực lượng tình báo Ukraine. Vụ án gây chú ý nhất cho đến nay là khi Maxim Kuminov, một phi công người Nga, lái chiếc trực thăng tấn công Mi-8 của mình tới Ukraine vào mùa hè năm 2023. Vào tháng 2, thi thể của ông được tìm thấy đầy vết đạn trong một bãi đậu xe ở tỉnh Alicante, Tây Ban Nha. Trong diễn biến có liên quan, tổ hợp phòng không Iriste của Ukraine theo thông báo đã bắn hạ hai tên lửa hành trình Nga chỉ bằng một phát đạn tổ hợp Iris T Ukraina gây sốc khi hạ hai tên lửa đối phương chỉ bằng một phát đạn. Tổ hợp phòng không Iris T do Đức sản xuất đang phục vụ trong quân đội Ukraina đã chứng tỏ hiệu quả rất cao trong việc đánh chặn các mục tiêu phức tạp như tên lửa hành trình Nga. Đáng chú ý là trong một trường hợp đặc biệt, tính năng hiện đại của tổ hợp phòng không tối tân này kết hợp với kỹ năng tính toán và may mắn của chắc thủ, thậm chí đạt tới xác suất bắn hạ mục tiêu vượt quá 100%. Đây chính xác là những gì đã xảy ra trong một đơn vị phòng không Ukraine. Cơ quan báo chí của Bộ Tư lệnh phía Nam đã đăng tải một câu chuyện thực sự thú vị liên quan đến kiếp chiến đấu Iris T SLM của họ. Chỉ huy khẩu đội Trung tá Alexander nguyên là chỉ huy hệ thống buk M1 do Liên Xô sản xuất, do những chiến công trong quá khứ mà sĩ quan này đã được giao vận hành tổ hợp Iris T SLM tối tân của Đức và tiếp tục lập nên chiến công khó tin. Chúng tôi sử dụng một tên lửa cho một mục tiêu – tức là hiệu quả đạt tới 100%. Chúng tôi thậm chí còn tiêu diệt được 6 tên lửa của đối phương bằng 5 quả đạn đánh chặn. Trung tá Alexander nói và tiết lộ thêm rằng 45 mục tiêu trên không đã bị tiêu diệt bằng tổ hợp IRIS-T này trong 6 tháng qua. Tên lửa của Nga đã phát nổ sau khi bị đạn phòng không của chúng tôi bắn trúng và các mảnh vỡ của nó phá hủy thêm một tên lửa hành trình khác. Đồng thời, việc hệ thống IRIS-T chỉ được sử dụng để tiêu diệt tên lửa hành trình là một khía cạnh khá thú vị có thể trực tiếp nói lên cơ cấu phân cấp rõ ràng trong việc sử dụng các phương tiện phòng không tùy thuộc vào loại mục tiêu. Hệ thống phòng không IRIS-T SLM do công ty TA Defense của Đức phát triển. Đây là một tổ hợp vũ khí mô đun được xây dựng trên nguyên tắc kiến trúc mở. Nhà sản xuất đã công bố thử nghiệm thành công một nguyên mẫu vào tháng 1 năm 2014. Tổ hợp này dựa trên tên lửa dẫn đường IRIS-T SL Large đây là bản hiện đại hóa sửa đổi từ tên lửa không đối không Iris-T, cũng do DA sản xuất. Nó được trang bị động cơ cải tiến, thêm kênh liên lạc, thiết bị định vị GPS và tầm chắn mũi mới giúp giảm lực cản. Tên lửa sử dụng phương thức dẫn đường chỉ huy vô tuyến kết hợp với hiệu chỉnh quán tính vệ tinh trong phần chính của quỹ đạo. Với việc thu nhận tham số mục tiêu từ đầu dò tìm kiếm hồng ngoại loại IIR trong pha cuối cùng. Hệ thống phóng thẳng đứng Iris-T-SL được đặt trên khung gầm của một chiếc xe việt dã hàng nhẹ, và cung cấp khả năng bắn trúng mục tiêu trong khu vực bao quát 360 độ với tầm bắn 40 km, tầm cao 20 km. Theo giới thiệu từ nhà sản xuất, tổ hợp tên lửa phòng không IRIS-T SLM được thiết kế để bảo vệ các đơn vị quân đội và cơ sở hạ tầng khỏi tên lửa hành trình, máy bay cánh cố định cũng như trực thăng tấn công của kẻ thù. Tên lửa IRIS-T có thông số kỹ thuật cơ bản bao gồm: trọng lượng 87,4 kg, chiều dài 2,93 m, đường kính thân 127 mm sải cánh 447mm, lắp đầu nổ phá mảnh uy lực cao. Đầu dò hồng ngoại của tên lửa Iris-T có độ nhạy cao và chống lại được các biện pháp đối kháng điện tử của đối phương. Kết cấu thân cùng động cơ mạnh mẽ, trang bị vòi phun kiểm soát vector lực đẩy giúp nó có khả năng chịu quá tải cực tốt. Đặc tính ưu việt khác của tên lửa Iris-T đó là nó có khả năng bao quát phạm vi lên đến 360 độ do góc nhìn rất lớn của đầu dò. Phi công có thể chỉ định mục tiêu bằng mũ bay, JHMCS, tính năng này vẫn rất hữu dụng khi phóng từ mặt đất. Tên lửa Iris có hai chế độ bắn, khóa trước khi phóng LOBL và sau khi phóng LOAL cho phép tiêu diệt hiệu quả mục tiêu tại mọi góc độ trong nhiều điều kiện giao tranh. Liên quan đến tình hình chiến trường tại Cớt, lần đầu tiên quân đội Ukraine công khai thừa nhận đã sử dụng hệ thống tên lửa cơ động cao nhiều nòng phóng loạt M142 HIMA do Mỹ sản xuất để phá hủy các cây cầu và thiết bị kỹ thuật công trình ở tỉnh Cớt của Nga. Lực lượng nước này cũng tuyên bố đã sử dụng pháo Hima để phá hủy cầu phao bắc qua sông Seim ở tỉnh Cớt của Nga. Ukraine công khai thừa nhận sử dụng tên lửa Hima của Mỹ tấn công lãnh thổ Nga. Các cuộc tấn công của quân đội Ukraine nhằm mục đích cắt đứt tuyến tiếp tế hậu cần của quân đội Nga đối với khu vực phía nam sông Seim, trong khi thực hiện một cuộc xâm nhập qua biên giới quy mô lớn vào tỉnh Cớt của Nga. Giới chức Nga xác nhận, kể từ khi Ukraine phát động cuộc tấn công quy mô lớn vào miền Tây nước Nga hôm 6 tháng 8, ít nhất ba cây cầu bắc qua sông Seim đã bị phá hủy một phần hoặc toàn bộ. Lực lượng đặc biệt Ukraine hôm 21 tháng 8 đã tuyên bố trên tài khoản Telegram những cây cầu của Nga ở tỉnh Cớt vì sao biến mất. Các đơn vị đặc biệt chúng ta đã phá hủy chúng một cách chính xác. Cầu vào có thể đã được công binh Nga thiết lập từ ngày 14 đến 17 tháng 8 giữa khu định cư Zvanoe và Gluskovo. Cuộc tấn công xảy ra sau khi các lực lượng Ukraine phá hủy ba cây cầu bê tông bắc qua sông Seim cắt đứt các tuyến đường tiếp tế quan trọng cho lực lượng Nga. Ukraine đã sử dụng HIMA. Tuyên bố nêu rõ, quân đội Ukraine đã sử dụng hệ thống pháo phản lực di động cao HIMA do Mỹ sản xuất. Đây là lần đầu tiên Ukraine chính thức tuyên bố đã sử dụng vũ khí của phương Tây để thực hiện vụ tấn công chưa từng có này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhắc lại rằng cuộc phản công sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được mọi mục tiêu của chiến dịch phía Mỹ chỉ đưa ra bình luận trực tiếp về việc quân đội Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất ở tỉnh Kurt của Nga, đồng thời nói chính sách của Washington không thay đổi, rằng Ukraine đang chống lại các cuộc tấn công của Nga. Trong khi đó, phía Nga luôn cảnh báo rằng việc quân đội Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất trên lãnh thổ Nga sẽ dẫn đến xung đột leo thang. Theo đoạn phim do lực lượng đặc biệt Ukraine công bố, một số cây cầu đã bị tấn công, đạn chùm đã được sử dụng ít nhất một lần trong số các cuộc tấn công. Đòn bẩy trong đàm phán Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng viết trên mạng xã hội Telegram rằng tỉnh kết lần đầu tiên bị Ukraine tấn công bằng bệ phóng tên lửa do các nước phương Tây chế tạo. Bà viết trên Telegram, cây cầu bắc qua sông Seim ở quận Gluskovo đã bị tấn công, cây cầu đã bị phá hủy hoàn toàn trong cuộc tấn công và những người tình nguyện đã hỗ trợ sơ tán dân thường đã bị thiệt mạng. Phân tích chỉ ra rằng các cây cầu bắc qua sông Seim bị phá hủy có giá trị chiến lược quan trọng việc phá hủy nó có thể ảnh hưởng đến việc sơ tán dân thường và vận chuyển binh lính Nga cũng như vũ khí. Cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Mikhailo Podolyak cũng đã gián tiếp xác nhận trên Telegram rằng cuộc tấn công vào các cây cầu trên sông Seim do Ukraine thực hiện. Chúng tôi cần gây ra một thất bại lớn về mặt chiến thuật cho Nga. Ông Podolyak cho rằng cuộc tấn công sang tỉnh cớt của quân đội Ukraine là nhằm mục đích tạo đòn bẩy đàm phán. Ông nói, ngoài các chiến thuật về kinh tế, ngoại giao, chúng tôi còn cần khiến người Nga phải chịu tổn thất quân sự nặng nề. Trong một diễn biến khác, Đại sứ quán Mỹ tại Moscow ngày 21 tháng 8 đã bác bỏ những cáo buộc của Nga về sự liên quan của Mỹ trong cuộc đột kích của Ukraine vào cớt sau khi Bộ Ngoại giao Nga triệu tập đại biện lâm thời Mỹ Stephanie Holmes để phản đối các hành động khiêu khích của các nhà báo Mỹ đưa tin từ khu vực cớt. Mỹ phản ứng khi Nga cáo buộc liên quan đến cuộc đột kích của Ukraine vào cớt. Bộ Ngoại giao Nga trước đó lên án hành động của các nhà báo Mỹ đưa tin từ cớt sau khi các lực lượng của Ukraine kiểm soát một phần khu vực này, đồng thời cho rằng một công ty quân sự tư nhân của Mỹ cũng đang hoạt động ở đây. Đáp lại, Đại sứ quán Mỹ cho biết trong một tuyên bố ngày 21 tháng 8, các tổ chức tin tức độc lập tự đưa ra các quyết định về hoạt động và nhân sự của riêng họ. Chính phủ Mỹ không đóng vai trò gì. Trên thực tế, chúng tôi tích cực ngăn cản tất cả công dân Mỹ đi du lịch đến Nga, kể cả vì mục đích đưa tin. Như chúng tôi đã nêu trong cảnh báo du lịch Nga, hiện đang ở cấp độ 4, không du lịch. Tuyên bố nói thêm rằng, chúng tôi không tham gia vào bất kỳ khía cạnh nào trong việc lập kế hoạch hoặc chuẩn bị cho chiến dịch này. Bộ Ngoại giao Nga nói với đại biện Hornet rằng, các nhà báo đã vào khu vực này một cách bất hợp pháp để đưa tin tuyên truyền về các hoạt động của Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga cũng cho rằng, một công ty quân sự tư nhân của Mỹ đang chiến đấu cho Ukraine tại Kurt. Tuyên bố của Bộ không đều tên công ty đó, nhưng cảnh báo rằng bất kỳ chuyên gia quân sự hoặc lính đánh thuế nước ngoài nào vượt biên trái phép vào Nga đều là mục tiêu quân sự hợp pháp. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng cáo buộc truyền thông đã tẩy trắng các tội ác của Ukraine và thao túng dư luận, cũng như tạo ra bối cảnh cần thiết để phương Tây tiếp tục hỗ trợ lực lượng vũ trang Ukraine. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. nhưng diễn biến tiếp theo liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Mời quý vị cùng chú ý đón xem quý vị cũng đừng quên ấn nút like và subscribe trên kênh để cập nhật những thông tin quốc tế mới nhất còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại